Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm Dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Thật sự không có vết cắt nào, giống như là chưa chuẩn bị chảy xước. Một thứ thú vị. Đồ nhi bái kiến sư phụ vạn thọ vô cương. Lời định hốt này là học từ não bát trừ hồng cộng hay sao? Có chuyện gì? Đồ nhi có hai chuyện muốn bẩm báo. Thứ nhất, Phán Trọng đã trở về nhà tế tổ. Đồ nhi thấy sư phụ đang nghỉ ngơi cho nên để hắn đi trước. Tế tổ. Phán Trọng từ khi luyện tam âm thức, người không ra người, quỷ không ra quỷ, 3 năm chưa từng trở về. Bây giờ đã học lục dương công, cũng coi như là có dáng người rồi. Có điều hắn từ đầu đến cuối cũng là xuất thân từ Tịnh Minh Đạo. Chuyến này hắn ra ngoài chỉ sợ Tịnh Minh Đạo sẽ không tha cho hắn. Phán Trọng đã vào Ma Thiên Các, tương đương cũng là ma đầu. Trước đây Tịnh Minh Đạo không bắt được não bát, sao có thể tha cho Phán Trọng? Tịnh Minh Đạo đã liên hợp với Chính Nhất Đạo, không nằm ngoài dự liệu. Tịnh Minh Đạo đã quy thuật nhị hoàng tử, phía sau này sợ là có Mạc Ly giở cho quỷ. Sư phụ, Mạc Ly vẫn luôn nhắm đến chúng ta, tại sao người không trực tiếp tới thần đô giết chết hắn? Đại Viêm Hoàng Thất, sao có thể đơn giản như con nghĩ? Vậy chuyện thứ hai. Chuyện thứ hai có liên quan đến tiểu sư muội. 3 ngày nữa tiểu sư muội sẽ tròn 16 tuổi. Bích Ngọc Liên Hoa, Đồ Nhi và Tam Sư Huynh, Ngũ Sư Muội, Bát Sư Đệ cũng đang thương lượng, muốn khiến cho tiểu sư muội vui vẻ. Ấy, thời gian trôi qua nhanh thật, chớp mắt, Tiểu Diên Nhi đã trưởng thành như vậy rồi. Các chủ, sư phụ, vết thương của các người không cẩn thận bị ngã. Và cứ bị ngã mà bị thương khắp người vậy. Làm bừa, Đồ Nhi sai rồi. Chớp mắt đã 16 tuổi rồi, không lớn không nhỏ thành ra thể thống gì. Có được Phạn Thiên Năng, liền năm sang năm bệnh, một chút quy tắc cũng không có. Huống hồ tu vi của Đoạn Mộc Sinh sao có thể đánh không lại Tiểu Diên Nhi? Không đặt huynh trưởng ở trong mắt, vậy chính là không đặt tôn trưởng ở trong mắt. Sau này nói không chừng sẽ vô lễ với mình. Quỳ xuống. Tám tiên sinh, ta sai rồi. Phản xạ có điều kiện. Chú Kỳ Phong đã quỳ thành thói quen. Bình thường chắc đã bị ức hiếp không ít. Diên Nhi quỳ xuống. Bây giờ con đã 16 tuổi rồi, Bích Ngọc Liên Hoa không còn là con nít nữa, sao có thể không đặt huynh trưởng trong mắt? Xin lỗi màu, từ xưa tới nay dạy dỗ người ta chính là vấn đề lớn. Cơ Thiên Đạo không chú ý tới điểm này, hoặc nói hắn có nguyên nhân đặc biệt mới dạy ra nhiều nghiệt đồ như vậy. Nhưng đã tới đây thì không thể nào đi nên vết xe đổ. Xin lỗi sư huynh, chuyện nhỏ, ta cũng không bị thương, coi như là hướng dẫn tiểu sư muội. Sư phụ, tiểu sư muội ra tay không lặng. Nói lời này không phải chính là phủ nhận sư phụ lão nhân gia người hay sao? Đúng là không để ý tới ý kiến của người khác. Sư huynh sư tỷ hiểu chăm sóc Tiểu Diên Nhi đó là chuyện tốt, chuyện này không hề xung đột với dạy dỗ tốt Tiểu Diên Nhi. Vì sư phạt con chép lại Thánh Thanh Thái Thanh Ngọc Giản 100 lần, úp mặt vào tường từ quá động 3 ngày. Sư phụ lão nhân gia, người đây nào muốn ra tay lặng? Bình thường chưa từng thấy sư phụ lão nhân gia người phạt lặng tiểu sư muội, hôm nay sao lạ vậy? Đồ Nhi lĩnh phạt. Sư phụ, tiểu sư muội còn nhỏ. Con bé đã không còn nhỏ nữa rồi, 16 đặt ở bất kỳ liên đại nào cũng không thể nào tính là con nít nữa. Hoa trưởng lão đang ở đâu? Đồ Nhi đi mời ngay. Vốn muốn nói lên chúc mừng sinh nhật của Tiểu Diên Nhi như thế nào, bây giờ xem ra dẹp đi thì hơn. Không lâu sau, các chủ tìm ta là có chuyện gì? Ngươi có nhận ra vật này hay không? Mảnh bích lạc. Đây vốn dĩ chính là vật của các chủ, nghe nói có 1 năm. Lá chắn của Ma Thiên Các bị mất.
bị thần thông môn yến tử Vân Tam lấy đi, cũng không biết là thật hay giả. Biểu cảm này rõ ràng là đang nói, đường đường là ma thiên các cũng bị tiểu tặc trộm đó hay sao? Vật này bản tọa chưa từng đặt ở trong lòng, tùy tiện ném đi. Đi trộm đi cũng là chuyện trong tình lý. Bảo vật mà ai ai cũng chạy theo như vịt, ở nơi này chính là rác rưởi có thể tùy tiện vứt đi. Trong thiên hạ này, e là chỉ có các chủ của ma thiên các mới dám nói như vậy. Các chủ hỏi những chuyện này là để làm gì? Tìm lại. Rác rưởi còn tìm lại để làm gì? Nghe nói có 8 mảnh bích nạc, cụ thể rơi ở đâu ta cũng không rõ lắm. Nếu muốn tìm lại tụi nó sợ là rất khó. Hóa vô đạo không biết cũng là bình thường. Giống như mò kim đáy bể, chỉ bằng tìm người ban đầu đã trộm nó. Yến tử Vân Tam. Không sai, mảnh bích nàng đối với thế giới bên ngoài mà nói cũng coi như là vật quý giá, sẽ không vô duyên vô cớ mất tích. Có điều, chính là thần thâu môn này sớm đã tuyệt tích ở trong tu hành giới, muốn tìm thấy Vân Tam cũng không dễ. Minh thế nhân, có đồ nhỉ? Mạng lưới tình báo của lão thất phân bố khắp thiên hạ, kêu hắn điều tra tung tích của Vân Tam. Chuyện này, lão thất đã ra khỏi ma thiên các, theo lý mà nói cũng là một phản đồ. Kêu một phản đồ giúp đỡ làm việc, chuyện này không hợp lý đâu nhỉ? Sư phụ, nếu lão thất hắn không đồng ý thì sao? Hắn là người thông minh. Vấn đề là con không tìm thấy bóng dáng của hắn. Con biết ám võng của thất sư huynh phân bố ở mọi ngóc ngách của Đại Viêm, An Dương là một chỗ như vậy. Con sẽ đi phi thư ngay. Lão bát, ngây ngốc ra đó làm gì? Từ vô nhai đó lươn nẹo đến mức nào không cần đoán cũng biết được. Hắn chỉ nói với Chư Hồng Cộng một điểm liên lạc này. Nghe nói thất đệ tử của Ma Thiên Các âm hiểm xào trá, túc trí đa mưu, xem ra là thật. Ngay cả Minh Thế Nhân cũng không tìm được hắn, càng đừng nói đến người khác. Lão thân thật sự là lươn nẹo. Ta vẫn luôn rất tò mò, dựa theo quan sát trong khoảng thời gian này, các chủ không phải là người tội ác chồng chất như trong lời đồn. Nhưng có một số chuyện ta không chịu đại, nhưng mà sẽ tận lực ủng hộ. Nhân vật giống như các chủ, là có chuyện gì mà phải ép buộc đồ đệ rời khỏi Ma Thiên Các cơ chứ? Hóa trưởng lão, ngươi nói quá nhiều rồi đấy. Phải, các chủ ta đau bụng xin nuôi xuống trước. Phi thư cho ra ngái kiếm, kêu hắn điều tra tung tích của Vân Tam. Sư phụ, ra ngái kiếm phi thư. Tại sao tên này mỗi lần đều có thể trùng hợp như vậy? Được, cơ não tiền bối, từ lần từ biệt trước đây vẫn luôn tưởng niệm, cơ não tiền bối đúng là thủ đoạn hay. Chiêu thay xa đổi cột này thật là tuyệt vời, vãn bối không nhịn nổi mà xin khen ngợi người. Tiếp tục. 3 ngày sau, Ngụy Trác Môn phụng mệnh tới An Dương dẹp loạn. Mạc Ly và Ngọc Phi cùng với nhiều thế lực đều muốn nhúng tay vào. Điểm mấu chốt, có nhiều chuyện trong thư không nói rõ được. Vãn bối muốn gặp lão tiền bối đợi câu trả lời. Ra ngái kiếm này, coi mình là cơ hành gì vậy? Củ hành gì vậy? Sư phụ là người hắn muốn gặp là có thể gặp hay sao? Tứ sư huynh, ra ngái kiếm này là ai vậy? Đại Viêm Hoàng Thất Tam Hoàng Tử Lưu Trầm. Công tử, kiếm của ngài giao cho bọn ta rửa đi. Không sao, cùng nhau đi.